Xin chào các bạn, mình là My, thích review đây. Và như các bạn cũng thấy thì trên tay My đây là em iPhone 7 Plus, một chiếc điện thoại đã được ra mắt vào cuối năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã khoảng 6 năm rồi. Và đây là một chiếc điện thoại của một bạn reviewer rất là dễ thương luôn. Và bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau phỏng vấn xem thử là suy nghĩ và cảm nhận sau hơn 6 năm sử dụng của em nó như thế nào nha. Cái điện thoại này em mua 6 năm chưa nhỉ? Khoảng 5 năm thôi, em mua sau đó 1 năm. Sau đó 1 năm hả? Tới thời điểm 2022 này, tại vì bây giờ là em cũng thấy người ta thường dùng những cái màn hình như là màn hình tay thỏ nè, màn hình tràn viền, màn hình giọt nước. Em có cảm thấy bất tiện khi mà em sử dụng những chiếc điện thoại này không? Nếu mà nói bất tiện thì cũng không bất tiện lắm, tại vì đa số thì công việc của em thì liên quan tới lại chụp ảnh, quay phim. Nhưng mà chiếc điện thoại này thì đáp ứng chỉ là khai thác một phần thôi, còn lại em phải quay phim, chụp ảnh bằng máy ảnh. À, là em dùng thường xuyên hơn cho máy ảnh. Vậy thì cái này như là cái máy phụ của em mà đúng không? Hay là máy chính luôn? Không, chỉ là máy phụ thôi, chủ yếu là để quay Insta này kia up cho chơi thôi, chứ còn máy chính không được. Vậy mà sau khi mà thời gian sử dụng tới tận bây giờ thì em có cảm thấy nó bị đơ, bị giật, bị lắc không? Tại vì chị thấy á là nhiều bên họ review, họ nói chiếc máy này rất là nóng luôn, khi mà mình sử dụng lâu. Em có cảm thấy điều đó không? Nhu cầu mỗi người nha, nhưng mà với em á thì nó hơi nóng một chút, lâu lâu thì hơi giật một chút, ví dụ như đang lướt tóc này thì nó sẽ bị giật bay ra một chút. Nhưng mà em nghĩ là đa số tùy vào nhu cầu, nếu mà một người sử dụng để chơi game thì chắc không được. Còn như em thì em chủ yếu là dễ lướt tóc hoặc là lướt Facebook thôi thì nó vẫn là ok, nó tạm thời ok, chưa vấn đề gì. Ok, cảm ơn em. Rồi, như các bạn cũng thấy đó thì bạn reviewer cũng đã nói rằng chiếc máy này cũng chỉ phù hợp với một chiếc máy phụ thôi. Vậy thì tụi mình sẽ cùng nhau bắt đầu kiểm chứng xem rằng thật sự chiếc iPhone 7 Plus này có thật sự nó tệ đến cái mức như vậy hay không nha, sau hơn 6 năm sử dụng. Và bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên, tụi mình sẽ không thể nào bỏ qua được về cái mức giá. Các bạn có thể tham khảo trên tất cả các trang web thì mức giá dao động tầm khoảng 4-6 triệu. Theo My thì đây là một giá khá là cao với một chiếc máy đã được ra mắt vào khoảng 6 năm. Và thêm một cái phần lưu ý khi mà các bạn đi mua, bởi vì đây là một chiếc máy đã được ra mắt cũng khá là lâu rồi, nên là nếu mà tụi mình có mua thì cũng chỉ là những cái hàng like new. Và đảm bảo với các bạn luôn là khi mà chúng ta mua hàng like new tại tất cả các cửa hàng đi, thì chắc chắn chiếc máy đó đã bị bung máy, cũng như là đã bị thay thế linh kiện nào đó mà mình không biết. Tránh mua hàng nhầm lẫn, phải hàng dựng cũng như là hàng không uy tín. Bởi vì kinh nghiệm xương máu của My, hai lần mua hàng Play New, My không có quan tâm quá nhiều về khi mà My đi mua test máy. Và chiếc XS này của My thì nó đã bị đơ màn hình nè mọi người. Và cái chiếc 11 Pro của My thì nó bắt sóng wifi rất là yếu. Nên là các bạn cần phải lưu ý về cái phần này khi mà chúng ta có đi mua hàng Play New nha mọi người. Và tụi mình sẽ cùng nhau điểm qua cái phần thiết kế của em nó. Và về cái phần thiết kế của chiếc iPhone 7 Plus, mà mới thấy đây là một thiết kế lỗi thời trong năm 2022 này. Bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với màn hình có tay thỏ nè, hay là những chiếc điện thoại tràn viền, màn hình giọt nước. Và màn hình của chiếc iPhone 7 Plus là 5.5 inch. Nhưng mà với hai cái phần khuôn viền khá là dày cộm như thế này sẽ tạo cái cảm giác khó chịu khi mà chúng ta sử dụng đó. Nhưng mà cũng sẽ có những bạn thích cái phần thiết kế này. Nên đây là quan điểm của mỗi người. Vẫn sẽ có nút home quen thuộc và khuôn viền bằng nhôm, nên là sau 6 năm sử dụng thì đã có khá nhiều vết trầy xước. Điện thoại mà bị trầy xước quá nhiều thì cũng sẽ làm mất đi cái điểm thẩm mỹ của em nó. Nên là cái vấn đề này thì My nghĩ chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết. Ví dụ như là tụi mình sẽ dùng thêm những cái ốp lưng trông rất là thời trang xịn sò mà còn tăng thêm điểm thẩm mỹ cho chiếc máy. Tuy dù My có nói đây là một cái thiết kế lỗi thời, nhưng mà một điểm cộng dành cho chiếc iPhone 7 Plus đó chính là về cái phần khuôn viền của em nó, cũng như là phần mặt lưng sau thì được làm từ nhôm. Với cái tầm giá này thì đố các bạn tìm được một chiếc máy mà có thiết kế bằng nhôm như thế này đó. Bình thường thì trên những cái dòng Android thì nó sẽ có cái phần mặt lưng sẽ được làm từ nhựa, trông nó sẽ không trang trọng và bốn bảy, cũng như là sẽ không có cái điểm gì đó đặc biệt như trên chiếc iPhone 7 Plus. Cầm rất là sang tay luôn nha mọi người. Và đây sẽ là cái điểm cộng cho chiếc iPhone 7 Plus này, đó chính là về màn hình của em nó được sử dụng màn hình Full HD. Sau hơn 6 năm sử dụng mà My cảm thấy đây vẫn là một cái màn hình khá là tốt khi mà chúng ta sử dụng nó. Màu sắc hiển thị đẹp mắt, các chi tiết được hiển thị rõ nét, tần số quét là 60Hz. Nhưng mà 6 năm rồi mà mình sử dụng thấy với chiếc iPhone 7 Plus vẫn rất là mượt mà khi mà sử dụng. Lướt Facebook tốt tốt hay là ra vào cái ứng dụng thì vẫn rất là mượt mà luôn. Và có lẽ đây là một cái thuật toán đặc biệt nào đó của Apple thì sao? Với một chiếc máy đã ra mắt được 6 năm nhưng mà vẫn sử dụng rất là mượt mà luôn. Và đó cũng là cái lý do chính mà My thích dùng iPhone hơn là những cái dòng điện thoại Android khác. Còn về camera thì sao? Camera của iPhone thì các bạn cũng biết rồi đó, tụi mình không có chê quá nhiều đâu. Nhưng mà với chiếc iPhone 7 Plus đã ra mắt được 6 năm rồi thì thật sự
nó sẽ không có nhiều cái tính năng chụp hình như bây giờ đúng không? Nhưng mà với một cái mức giá tương đương như vậy mà tụi mình mua những chiếc Android thì nó sẽ có nhiều cái tính năng chụp hình hơn, nhưng mà không phải cứ nhiều là chất lượng. Mặc dù không có nhiều tính năng chụp ảnh nhưng mà hình ảnh cho ra trên chiếc iPhone 7 Plus cũng không phải là quá tệ. Nãy giờ thì sẽ là những cái điểm cộng, còn bây giờ sẽ là điểm trừ. Và đây cũng là cái điểm mà các bạn cần nên lưu ý trước khi mua chiếc iPhone 7 Plus này nha. Đầu tiên sẽ là về cấu hình. iPhone 7 Plus được sử dụng con chip A13 Bionic. À, mà iPhone 7 Plus vẫn sẽ được cập nhật lên hệ điều hành iOS mới là 15.2. Nên là các bạn yên tâm nha. Mà mình nghĩ rằng trong tương lai chắc cũng không xa đâu, thì iPhone 7 Plus hoặc là iPhone 7 cũng sẽ có một cái kết cục tương tự như là chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Đó là sẽ không được cập nhật phiên bản hệ điều hành iOS mới nữa. Con chip A13 Bionic thật sự thì không phải yếu đến nỗi mà chúng ta không chơi được Liên Quân hay là những trận Free Fire. Nhưng mà em nó sẽ bị đuối nếu như mà chúng ta chơi nhiều ván liên tiếp ở mức cấu hình cao. Pin thì tụt khá là nhanh, FPS giảm và bị nóng máy cực kỳ, dẫn đến cái tình trạng giật lắc khá là rõ ràng khi mà chúng ta sử dụng. Với những cái trải nghiệm không tốt như vậy thì mình nghĩ rằng chiếc iPhone 7 Plus không thực sự dành cho những bạn thích chơi game, đặc biệt là những bạn game thủ. Và trong cái tầm giá đó thì Mi có những chiếc điện thoại khác, ví dụ như là Xiaomi Redmi Note 11 nè, hay là Poco M4 Pro, thì cái chất lượng trải nghiệm khi mà tụi mình chơi game nó sẽ tốt hơn nhiều so với chiếc iPhone 7 Plus. Và điểm trừ tiếp theo sẽ là về viên pin của chiếc iPhone 7 Plus. Nhìn to to vậy thôi nhưng mà pin thì khá là ít đó, tầm khoảng là 2900 mAh. So với một cái mức giá như thế này thì tụi mình đã tìm được những chiếc máy có viên pin ngon hơn, từ 4-5000 mAh, thậm chí là có sạc nhanh. Còn chiếc iPhone 7 Plus này thì không có sạc nhanh nha mọi người, và các bạn nên lưu ý điều này. Với cái viên pin ít như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sạc nhiều lần khi mà sử dụng, đặc biệt là với những chiếc điện thoại đã qua tay như thế này thì pin nó sẽ càng tụt nhanh hơn, nhanh như cái cách mà người yêu cũ trở mặt với bạn vậy đó. Nếu như mà bạn không thường xuyên chơi game hay là chụp hình, chỉ sử dụng với những cái tác vụ thông thường như là nghe gọi, lướt web ít thôi, thì mình nghĩ rằng cái thời gian sử dụng game này nó sẽ nhiều hơn. Còn nếu mà các bạn thường xuyên chơi game hay là chụp hình đó thì tầm khoảng một ngày các bạn sẽ phải sạc 2-3 lần, và muốn đầy pin thì phải tầm khoảng 2-3 tiếng. 4-5 triệu mà 2-3 tiếng, thôi dùng Android nó tốt hơn. Và với những điểm mạnh cũng như là điểm yếu trên chiếc iPhone 7 Plus trong năm 2022 này thì đâu sẽ là đối tượng phù hợp với em nó? Ví dụ như bạn là một người thích dùng điện thoại qua iPhone nhưng mà không có quá nhiều kinh phí, hoặc là bạn là một người không quan trọng quá về hiệu năng cũng như là ít chơi game nè, chỉ muốn dùng để lướt TikTok, Facebook, lướt web, nghe gọi, những cái tác vụ thông thường, hay là mua về làm máy phụ, thì chiếc iPhone 7 Plus sẽ là một sự lựa chọn phù hợp nha. Nếu như mà những bạn đang nghĩ rằng chiếc iPhone 7 Plus này sẽ là một chiếc máy chính thì mình nghĩ rằng các bạn nên suy nghĩ lại. Bởi vì em này cũng đã quá là già rồi, 6 năm rồi còn gì nữa đúng không? Trong cái mức giá này thì tụi mình sẽ mua được một chiếc máy tốt hơn nhiều luôn, cũng như là tìm những nơi có những cái địa chỉ uy tín để tụi mình có thể mua hàng. Và nếu bạn cũng đang quan tâm đến chiếc iPhone 7 Plus này thì mình sẽ để đường link trong phần mô tả dẫn trực tiếp các bạn đến cửa hàng của Bạch Long Mobile. Và đang còn rất là nhiều chương trình khuyến mãi trả góp 0% qua thẻ tín dụng. Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một lần trong vòng 1 tháng, áp dụng từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 2022. Rồi các bạn nhớ là phải tranh thủ nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye mọi người.